giới không có cho vô đúng không? Dạ đúng rồi, tụi Tại em cấm sao giờ rồi. anh? Mình tại sao thì bây giờ tụi em đã ký biên bản đó rồi. Chuyện đó, chuyện giới là tụi em đã cấm, tụi em có quy định cấm đi rồi. Xuất hiện clip tố khách sạn 4 sao không nhận khách là người chuyển giới khiến dân mạng chia hai phe tranh cãi. Mới đây, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội chia sẻ về việc một nhóm khách tố một khách sạn 4 sao từ chối nhận khách là người chuyển giới gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, ban đầu người lễ tân khách sạn vẫn niềm nở chào đón khách. Thế nhưng đến lúc nhận căn cước công dân để làm thủ tục nhận phòng thì người lễ tân đã trả lại ngay sau đó, đồng thời giữ thái độ nghiêm túc và nhã nhặn từ chối nhận khách với lý do khách hàng là người chuyển giới và quy định của khách sạn là từ chối nhận khách thuộc cộng đồng người chuyển giới. Giới không có cho vô đúng không? Dạ đúng rồi. Tại sao giờ anh? Mình tại sao thì bây giờ tụi em đã ký biên bản đó rồi. Vậy tại sao lúc đầu anh lấy chứng minh của tụi em sao mà tụi anh biết tụi em là chuyển giới anh không cho tụi em vô? Thì đúng, chuyện đó, chuyển giới là tụi em đã cấm, tụi em có quy định cấm gì rồi. Vậy là Alagon, khách sạn Alagon là không có cho người chuyển giới vô. Thì cái đó chị muốn suy nghĩ sao chị nghĩ bây giờ quy định của tụi em làm gì, tụi em chỉ làm đúng quy định thôi. Vậy hả? Đúng rồi. Mặc dù sau đó hai bên giữ thái độ lịch sự để nói chuyện với nhau, nhưng qua cách nói, nhiều người cảm nhận được sự không hài lòng của những người khách đối với quy định của khách sạn. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip đã nhanh chóng xuất hiện những quan điểm trái chiều. Có người cho rằng quy định của khách sạn cứng nhắc và đang kỳ thị người chuyển giới. Tuy nhiên, vẫn có không ít người đồng tình và tôn trọng quy định của khách sạn vì nhiều lý do, trong đó có cả lý do về an ninh khách sạn. Một số bình luận được mọi người để lại. Không phải kỳ thị gì đâu, mọi người ai làm dịch vụ sẽ biết được lý do tại sao. Nhiều khách sạn khác người ta cũng không dám nhận khách như thế này đâu. Không tin bây giờ vẫn còn nhiều người khắc nghiệt đến vậy. Khách sạn làm đúng mà, rủi có chuyện gì xảy ra, hình ảnh trên camera khác với căn cước, rồi khác tỷ tỷ thứ trên trời dưới đất nữa thì biết làm sao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.